số nhà 9A, tổ 23, ấp Minh Tân, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, mở cuộc trình đầu năm 1989, tên bài viết Trần Nguyên Phong, thầy được hưởng lộc soi, lộc bói. Kính thưa các quý vị, có lẽ 40 lên đồng là con số hiếm, chỉ cần nhìn vào đây cũng có thể thấy được cựu đồng triệu triệu tình đã phải trải qua bao nhiêu năm trở gian nan vất vả, bao nhiêu những nỗi đắng cay, nhưng chẳng được chung cay đó không cản được bước chân đã trò của đồng thầy. Thầy luôn luôn tâm chân con đường nghĩ tới, mang tấm lòng nhân ái của mình cứu nhân độ thế. Thầy đầy cứu chữa hàng trăm người do đầy điên dại, đưa họ lại với cuộc sống đời thường, làm ăn sinh sống ổn định. Không nói thì chúng ta đã hiểu được đó là hồng là phúc mà thái mẫu ban cho đồng thầy. Chúng ta ai một tràng pháo tay để chào mừng lãnh đạo triệu thị quỳnh đến từ tỉnh Bình Phước. Và kính thưa quý vị, chương trình tham gia giao lưu của đồng thầy triệu thị quỳnh chính thức được bắt đầu. Con bỏ tiệc cùng xuống nghe lời ta tỏ tiếng thanh ngồi không đọc đọc mà màu xa đi nghe đàn diện thiên tiên cùng thanh mời đầy đất thiết tiền thanh vân công chúa thường thiệt là bóng phụ về vân ta tốt quê đất phụ dày đường vân ta đã nắng thôn quê nghĩa hương tiên bạc văn tỷ sư kết được vân thanh ý phước vân chư phật hiện toàn thân tam vô ương vân cái bồ tát a tát tam vô ương vân sơ la thanh ca ngồi cùng đệ tiên cùng người đời mẫu đệ đệ tiên tích xưa hiển thánh trong đời sống thập phương nam mô hương vân cái bồ tát ma tát nam mô hương vân cái gia ni ngồi cung ma đệ tam mẫu thiên cung hình mời đệ tam mẫu thiên gần lòng nữ ngự viện điện thoại xây linh chân hương phần tử xúc tiên hương đệ tử truyền hành nguyện tại kim đồ phong phải khắp nhân vân thực viên mãn thập phương tích nhật xa du nhật đạt chư tay chư nam vô hương cung giang bồ tát ma tát nam vô hương cung giang bồ sẽ là ngày ra hồi cung đinh lý chân lê cổ triều đinh lý chân lê sát phong thượng đẳng nhất nhất ni đề tối trên cây thiên đình tam đạo nghe bàn chứa ngờ canh canh xanh nhiệm mò nhạc nghe thơm bát nước thủy tàu nghe một bàn nước bạn
dâng văn chầu Chúa Tiên, dâng văn Chúa Bà để nhất thầy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thạch nghi bàn chúa ngự cải xanh nhì màu nhan nghi thơm bát nước quỳ tàu mưa ý ngờ Thank you.
ba pha đi đà giàu đi hai bấm hoa hai hoa đẹp về đêm đây biết bao thanh đồng từ mong ta biết biết bao thanh nhà mong ba kiến chợ đông đông đăng đăng kỳ lừa chầu nhanh nhanh chân chân đèo chợ sắp sắp khuya người bán đang đợi người mua đang chờ chưa bằng lẽ sớm chiều đông đúc bao nhiêu thanh đồng đồng lỗ nước nước ta buồn tình danh là
tín cô bé trên ngàn nghìn lần lầy. Đất đất đông cuồng đã dày thân đi oai chẳng nghỉ mặt nước ngài. Thank you.
hát quốc ca chào xin. Hiền đồ ba bò kia bầu, diều thắm cô hiền đồ ba bò.